Xin chào các bạn, hôm nay Camera Tinh Tế sẽ giới thiệu với các bạn chiếc Fujinon 56 khẩu độ 1.2 APD. Đây là version hoàn toàn khác biệt với chiếc 56 1.2 đã được giới thiệu cách đây hơn 6 tháng. Đây là sản phẩm vẫn chưa được bán chính thức trên thị trường. Thì đây, cái sản phẩm chúng ta đang có là sản phẩm dành cho editor, và chúng ta sẽ thử đập hộp xem sản phẩm này như thế nào. Các bạn sẽ thấy Fujifilm vẫn giữ nguyên cái cấu trúc là cách đóng hộp rất là đẹp, rất là trang trọng đối với sản phẩm 56 XF này. Đó là một cái hộp bằng carton màu đen, nhìn rất là bắt mắt. Và các thông tin cũng khá là rõ ràng xung quanh với tất cả, bao gồm có thông tin ống kính, filter size, series của sản phẩm và nơi sản xuất. Ống kính được sản xuất ở Nhật Bản. Bên trong hộp, sau khi chúng ta mở ra sẽ thấy rằng là sẽ có một cái bao bằng vải nhung để đựng lens. User manual, tức là cái hướng dẫn sử dụng của ống kính, phần thông tin bảo hành, và đặc biệt trong phiên bản này thì có một cái filter đi kèm theo trong cái ống kính, đó là filter 56 của Fujifilm, filter ND 8X, có thể giảm được 3 khẩu phiên 62 để có thể giành được với ống kính này. Bên trong ống kính thì các bạn sẽ thấy, chúng ta sẽ mở ra, bao gồm sẽ có phần cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là ống 56 1.2 và một chiếc hút bằng nhựa được trần kèm theo. Nếu như các bạn cầm trên tay cả ống kính 56 phiên bản thường, trò gọi một cái nôm na như vậy, và ống 56 APD, thì các bạn sẽ thấy hoàn toàn giống hệt nhau, ngoại trừ một cái điểm mà chúng ta có thể phân biệt ngay rất là rõ, đó là khi mà nhìn vào cái phần tiêu cực 56 ở phần gần đuôi ống kính thì ống APD, ống kính mới sẽ có thêm một cái mác màu đỏ là chữ APD, là chữ viết tắt của filter apodization. Chúng ta sẽ nói cái filter này cụ thể sau hơn. Và cái thứ hai là trên cái vòng chỉnh khẩu của ống kính thì các bạn sẽ thấy rằng là Fuji cũng đã có ghi thêm một số cái thông tin, các cái thông số phụ, đó là 1.7 tương đương với khớp 1.2, 1.8 tương đương với khớp 1.4, rồi tương ứng là 2.3, 4.2 và 5.6. Trong khi đó, đối với ống kính thường thì các bạn sẽ thấy cái filter chỉ là cái phần răng bình thường thôi, không có gì khác biệt hết. Ống kính này, các bạn sẽ thấy phía trước cũng vậy ha các bạn ha. Các thông tin phía trước về ống kính hầu như không thay đổi gì, ngoại trừ cái thông số là có lớp filter APD trên ống kính và sử dụng phi 62. Rồi, đây là phần đuôi của ống kính, các bạn sẽ nhìn thấy như vậy. Rồi, khi chúng ta lắp lên cái máy Fujifilm X-Series, các bạn sẽ thấy đây là phần, các bạn sẽ thấy rằng là trọng lượng của ống kính và cái kích thước cầm khá là vừa tay và máy cũng rất là cân bằng. Thành ra cái đây là sẽ là một cái ống rất là tốt đối với những người đặc biệt thích hợp với cái chuyện là lựa chọn chụp đời thường hoặc là chụp trong studio với điều kiện ánh sáng thấp và tận dụng được cái khẩu độ lớn để có lượng ánh sáng tối đa vào trong sensor. Bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái filter apodization mà Fuji đã sử dụng trên cái ống Fujinon 56 F1.2 này. Thật ra cái khái niệm apodization filter là một khái niệm không mới đối với nhiếp ảnh. Trước đây thì chúng ta sẽ được biết đến cái apodization filter với một cái tên khác mà Minolta đã giới thiệu vào thị trường năm 1999, đó là filter smooth transition filter STF trên ống 135 khẩu 2.8. Đó là ống đầu tiên trên thị trường sử dụng apodization filter. Và đến tương tự đối với ống kính 56 thì Fujifilm là người thứ hai sử dụng cái filter này. Thế thì tại sao lại là apodization filter, và tại sao lại có hai cái ống kính này tồn tại song song với nhau? Apodization filter là một cái filter được dùng đặc biệt để khử cái tình trạng gọi là airy dish, tức là tình trạng bị blur ở viền của các cái điểm focus. Thì việc sử dụng apodization filter sẽ giúp cho tăng cường cái độ nét, độ contrast của hình. Tuy nhiên cái điều nguy hiểm, đó là cái điều mất đi đối với chuyện các ống kính sử dụng apodization filter, đó là ống kính sẽ bị thiệt đi một khẩu đối với cái lượng sáng đi vô. Đó là lý do tại sao mà Fujifilm đã mark cái vùng các cái giá trị khẩu độ thực dụng, hữu dụng thực tế trên cái ống kính bằng cái chữ màu đỏ này. Chúng ta có thể đọc như thế này: nếu như chúng ta dùng ở khẩu độ 1.2 thì khẩu độ hữu dụng đối với ống kính này sẽ là 1.7, tức là đi thiệt đi một giá trị phơi sáng, 1 EV. Nếu chúng ta xuống 1.4 thì chúng ta thiệt đi 2/3 EV. Đến từ khẩu độ 2
cho đến 4 thì chúng ta sẽ thiệt đi 1/3 khẩu, và đến 5.6 thì không còn thiệt nữa. Các bạn sẽ hình dung airway filter sẽ là một cái filter ở dạng graduation, tức là nó sẽ trong suốt ở khu vực tâm ảnh và nó sẽ dần dần đen dần ở các góc. Điều đó nó sẽ làm giảm tất cả các cái hiện trạng gọi là bị destruction, tức là bị phân tán bởi cái đường viền của khu vực lá khẩu. Thì điều đó sẽ giúp cho cái ánh sáng được tập trung hết toàn bộ vào phần tâm của ống kính, giúp cho cái độ nét và độ tương phản tăng lên rất nhiều, và đổi lại thì chúng ta bị giảm lượng ánh sáng đi. Ngoài ra, để hiểu thêm về apodization filter thì các bạn có thể đọc thêm phần thông tin mà Fujifilm đang cung cấp cho chúng ta trong quyển hướng dẫn sử dụng của ống kính. Các bạn sẽ lật vào cái phần trang đặc biệt của Fujifilm. Để nói thì ở đây Fujifilm đã giải thích rất là rõ về cái khẩu dụng, cái khẩu độ thực tế hữu dụng và tác dụng của apodization filter thông qua cái hình ảnh vẫn còn chi tiết giải thích này, lẫn các cái cách sử dụng cái filter NT8 được cung cấp cùng với ống kính trong cái đoạn giới thiệu này. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy ống 56 1.2 APD trở nên hữu dụng cho các cái hoàn cảnh sáng tác thực tế của mình, và các bạn sẽ có hình đẹp với ống kính này. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là hai ống kính này không thay thế lẫn nhau mà sẽ tồn tại hoàn toàn. Có nghĩa là ai đang có ống 1.2 và thật sự muốn chụp low light, tức là chụp trong ánh sáng cực yếu, thì các bạn có thể chọn được ống 56 1.2 bình thường. Và nếu như các bạn thật sự quan tâm đến chuyện là chất lượng ảnh thật sự tốt, ngay cả ở 1.2, tức là độ nét tương phản tốt và cái bokeh được dịu hơn, mịn hơn so với cái ống bình thường, thì các bạn nên chọn cái version APD. Hiện tại thì giá trên thị trường dự kiến của ống 56 1.2 APD sẽ là khoảng tầm 1.500 cho đến 1.600, tức là mắc hơn khoảng từ hơn 400 đô so với cái ống 56 1.2 bình thường. Chất lượng thực tế như thế nào thì xin hẹn các bạn trong một cái bài đánh giá chi tiết của ống kính này. Xin cảm ơn các bạn đã xem.